Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đề cao vai trò tầm quan trọng của người lãnh đạo, một người lo bằng kho người làm, triết lý người Việt còn nhắc nhở những ai ở cương vị đó phải biết giữ gìn nhân cách, bởi nhà dột từ nóc. Lại có câu ca dao, người trên ở chẳng chính ngôi để cho bề dưới chúng tôi hỗn hào, là chân lý cũng là đạo lý. Vì người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao, không chỉ phải lo đường lối chiến lược, hoạch định chính sách mà còn phải là mẫu mực nhân cách có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Thế nhưng vừa qua có không ít vị lãnh đạo cấp cao lại nhúng chàm, để rồi đang ở đỉnh cao quyền lực rơi xuống đáy thân phận bị cáo, trở thành tấm gương mờ để người đời bêu diếu. Tài và đức là hai phạm trù cơ bản cấu thành nhân cách của người lãnh đạo. Họ có thể có tài nhưng còn thiếu đức. Bác Hồ từng dạy người cách mạng phải lấy đức là nguồn, là gốc. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Những tấm gương mờ kia còn thiếu đạo đức cách mạng nên sức yếu, không gánh được nặng và chẳng đi được xa. Bốn cái cột chống vững chắc của ngôi nhà đạo đức cách mạng theo Bác Hồ là cần kiệm liêm chính. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1947, người viết bài Cán bộ và đời sống mới giải thích rõ vấn đề, đặc biệt nhấn mạnh đến sự thực hành. Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không thực hành bốn điều đó mà muốn được lòng dân thì cũng như bắt dây leo trời. Câu nói mang ý nghĩa thực sự sâu sắc như là nói với hôm nay. Một phẩm chất hàng đầu của người lãnh đạo là uy tín. Tham mô, đục khoét, tức vô liêm. Không trong sạch thì làm sao được lòng dân. Người xưa rất coi trọng chữ liêm. Cụ Khổng Tử mỉa mai, người mà không liêm không bằng súc vật. Cụ Mạnh Tử trăn trở, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy. Bác Hồ kế thừa các tinh hoa tư tưởng ấy và minh họa một trường hợp cụ thể. Trong nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch 4 tháng sang Pháp, người có nói về tấm gương của Napoleon, một đại tài nhưng tham lam. Từ một anh lính làm đến tổng tư lệnh rồi hoàng đế vẫn chưa thấy đủ, ông còn muốn làm chúa cả thế giới. Nếu ông mà biết dè dặt, không tham muốn quá chừng thì chắc nước Pháp lúc đó không đến nỗi vì chiến tranh mà chết người, hại của, mà ông cũng giữ được địa vị thiên tử trong một nước giàu mạnh ở châu Âu. Nhưng ông đã làm con rời, lại muốn làm cả rời, kết quả bị rơi xuống đất. Xưa này đã nhiều người vì không trí túc, chừng mực mà thất bại. Là người có tài, lại ở vị trí lãnh đạo cao nhất nhưng kết quả bị rơi xuống đất. Theo Bác Hồ có 3 lý do là tham lam, không khiêm tốn, không biết lượng sức mình. Vì thế mà ông ta mắc bệnh cuồng vọng, đã làm con rời lại muốn làm cả rời. Hậu quả do người lãnh đạo gây ra không chỉ mình người đó mà còn cả cộng đồng phải gánh chịu, có khi rất nặng nề. Soi vào một vài trường hợp cán bộ lãnh đạo cấp cao vừa rồi bị kỷ luật, không thể so sánh về tài năng nhưng về nguyên nhân và kết quả thì thấy họ cũng gần giống như Napoleon vậy. Phật giáo coi tính tham là nguyên nhân đầu tiên dẫn con người đến bể khổ. Khổng Tử thì coi sự tham lợi chỉ có ở kẻ tiểu nhân. Bác Hồ dạy cán bộ phải biết ít lòng tham muốn về vật chất. Mọi cán bộ đều phải thế, cán bộ lãnh đạo càng phải thế. Về giải pháp ngăn chặn, căn cứ vào tư tưởng biện chứng của Lenin, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, đối chiếu với quan niệm về đặc trưng tâm lý người lãnh đạo mới nhất của thế giới hiện nay, thì lời Bác Hồ dạy vẫn là bài học đúng đắn và thiết thực. Cụ thể nhất là lấy gương người tốt việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau. Đây là một truyền thống văn hóa phương Đông mà chính Bác Hồ giải thích. Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Ở phương Tây, một số vị tổng thống khi nhậm chức thường đặt tay lên cuốn kinh thánh là một cách hứa sẽ làm theo những lời dạy mẫu mực, tức cũng coi đó là tấm gương. Vấn đề ở chỗ làm gương như thế nào và bằng cách nào. Ở ngay lĩnh vực giáo dục cán bộ đảng viên, Bác Hồ đã là nhà giáo dục lớn với tư tưởng và các biện pháp mang tính hệ thống và toàn diện phù hợp. Theo người, lấy những tấm gương đảng viên đã vì đảng, vì giai cấp, vì dân tộc mà oanh liệt hy sinh như đồng chí Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Cừ, Lương Khánh Thiện, Minh Khai cùng 100.000 đồng chí khác. Máu xương của các tiên liệt đã thấm nhuần gốc rễ của đảng ta, làm cho cây nó càng vững, ngành nó càng to và kết quả khai hoa ngày càng rực rỡ. Hình tượng ẩn dụ cây Đảng ta tươi tốt là nhờ gốc rễ được thấm nhuần máu xương của các bậc tiền bối thật giàu ý nghĩa. Biểu cảm này được người nhiều lần nhắc lại. Thế hệ lãnh đạo đầu tiên ấy đã hy sinh trọn vẹn tuyệt đối cho dân tộc, xứng đáng là tấm gương cho mọi thế hệ kế tục học tập và noi theo. Bác Hồ từng nhấn mạnh những cán bộ chủ chốt cấp cao phải tiên phong trong việc nêu gương. Trong bài nói chuyện tại phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ năm 1963, người nhắc nhở một điều rất quan trọng nữa là các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, phải giữ gìn tác phong gian khổ phấn đấu, phải không ngừng nâng cao khí thế cách mạng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Có như thế mới xứng đáng với đồng bào miền Nam đang chiến đấu vô cùng anh dũng để chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng, để giải phóng miền Nam và hòa bình thống nhất nước nhà. Nhân dân ta rất tốt, nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được. Không chỉ là lời dạy về nội dung còn là vấn đề phương pháp luận, phải lấy tấm gương sáng nhất cụ thể mà gần gũi để giáo dục. Thời điểm ấy với các bộ trưởng, thứ trưởng thì có tấm gương nào sáng hơn đồng bào miền Nam đang chiến đấu vô cùng anh dũng. Một số cán bộ lãnh đạo mắc khuyết điểm vừa qua có nguyên nhân là phai nhờ lý tưởng cộng sản, nhạt phai tinh thần tự nguyện cống hiến hy sinh vì cách mạng, vì dân, nên sa vào chủ nghĩa cá nhân. Đúng như bác nói, họ coi Đảng như một cái cầu thang để thăng quan phát tài. Xa dân nên thành quan cách, không đói hoài đến đời sống của dân, không chỉ không cần kiệm mà còn xa hoa lãng phí. Do vậy, quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp cao cần phải hết sức chặt chẽ, nhất thiết cán bộ đó phải kinh qua những cương vị lãnh đạo gần với dân và hiểu dân. Bởi có vậy họ mới thấm thía một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi nước mắt của đồng bào. Nên có ý thức chi tiêu, sử dụng bất cứ cái gì cũng phải nghĩ đó là của dân. Chỉ khi nghĩ được như lời bác dạy, hoang phí là một tội ác, thì mới biết trân trọng giữ gìn tài sản của dân và danh dự của mình. Những vụ việc ấy cho thấy bài học là còn nhiều cơ quan tổ chức Đảng coi nhẹ công tác tự phê bình và phê bình. Điều ấy có lý do từ căn tính tiểu nông, cả nể đã ngày xưa. Với cán bộ chủ chốt thì sự cả nể càng tăng lên nhiều, lại thêm tâm lý chín bỏ làm 10, xuê xoa an phận thủ thường, đấu tranh là tránh đâu. Nên lãnh đạo mắc khuyết điểm ngày thêm nặng mà không được góp ý chỉ ra và ngăn chặn. Rất nhiều lần Bác Hồ nhắc cán bộ phải gương mẫu nêu gương, phải là đầu tàu. Không ít lần, người mượn lời Khổng Tử dạy cán bộ của mình: có đứng đắn trong sáng mới tể được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ. Những lời dạy ấy không chỉ đúng với đạo lý mà còn là khoa học biện chứng. Để có uy tín, để là tấm gương sáng với người lãnh đạo, theo lời bác dạy là phải thực hành trước các nguyên tắc cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Một phương pháp sư phạm đã trở thành chân lý. Cách tốt nhất để giáo dục thuyết phục người khác là giáo dục thuyết phục bằng chính nhân cách của mình. Quy định 96, lá phiếu tín nhiệm như lửa thử vàng. Thưa quý vị, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định 96 là bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt, được ví như lửa thử vàng, tạo áp lực cần thiết và là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo quản lý. Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quyết định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Một lần nữa, cụm từ lấy phiếu tín nhiệm lại được dư luận quan tâm và nhắc nhiều hơn bao giờ hết. Người dân kỳ vọng mãnh liệt đây sẽ là một bước tiến lớn tới luật hóa các chủ trương của Đảng, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với những người có chức có quyền, không để vòng xoáy quyền lực cuốn vào tham nhũng tiêu cực. Quy định 96 lần này có nhiều điểm mới, được cụ thể hóa hơn cũng như đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Quy định này được xem là tiếp tục cụ thể hóa quy định 41 của Đảng về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đặc biệt, một điểm mới đáng chú ý hơn cả trong quy định 96 đó là đã bổ sung thêm tiêu chí về sự gương mẫu của không chỉ bản thân cán bộ lãnh đạo, quản lý, mà còn của cả vợ chồng, con cái họ trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Thêm nữa, còn xem xét trách nhiệm nêu gương của cán bộ khi lấy phiếu tín nhiệm. Nếu những lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây chỉ là kênh thông tin tham khảo trong đánh giá cán bộ, thì nay với quy định 96 hoạt động này đã trở thành yếu tố để sử dụng đánh giá cán bộ. Đây thực sự là một bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt, được ví như lửa thử vàng, trở thành một thước đo quan trọng phản ánh năng lực hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý so với trước đây. Lâu nay, lấy phiếu tín nhiệm được xem là một cơ chế để giám sát quyền lực và vận hành chế độ trách nhiệm chính trị. Đã là cán bộ có chức có quyền thì phải hành xử và làm việc thế nào để bảo đảm được sự tín nhiệm. Không còn được tín nhiệm thì sẽ không còn được giữ chức giữ quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm và tất nhiên cũng không phải để loại trừ ai mà cần phải xem lá phiếu như một tấm gương soi giúp họ tự soi tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, hoàn thiện bản thân. Hay hiểu một cách đầy đủ hơn, lấy phiếu tín nhiệm cũng như một biện pháp để nhắc nhở, tạo ra áp lực cần thiết để người cán bộ lấy phiếu phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Và đương nhiên, người có tín nhiệm thấp, uy tín giảm sút thì sẽ không xứng đáng tiếp tục giữ chức vụ mà nên nghỉ để người khác thay thế. Hãy xem việc phải từ chức hoặc chuyển công việc khác phù hợp là chuyện bình thường, còn cái không bình thường chính là ở chỗ làm việc kém mà vẫn cố ngồi giữ ghế bất chấp liêm sỉ, danh dự, chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân, gia đình. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh, muốn cho người được đánh giá tâm phục khẩu phục thì lá phiếu tín nhiệm ấy phải khách quan, công tâm, công bằng, không bị chi phối bởi cảm tình, nể nang hay vì bất cứ một lý do nào khác. Điều đó không chỉ để tránh tình trạng người có thực tài, thực tâm lại bị loại trừ, người có năng lực yếu kém thì ung dung tồn tại, mà nó còn là niềm tin của nhân dân đối với sự công bằng. Hẳn nhiên, dù có bao nhiêu quy chế, quy định cũng không thể đầy đủ nếu cán bộ không tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và tác phong thái độ phục vụ nhân dân. Quy định 96 lần này của Bộ Chính trị sẽ là như một lời cảnh tỉnh, đánh thức lòng tự trọng, đồng thời là sự răn đe, nếu không tự rút lui thì sẽ bị xem xét xử lý. Đây là một bước hoàn thiện thêm quy chế, quy chuẩn, thể hiện tính nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn trong công tác cán bộ của Đảng ta.